Quan chức Ukraine cho biết phái đoàn nước này dự kiến đàm phán lần thứ 3 với Nga tại biên giới Ba Lan, Belarus vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 3. Nghị sĩ Leonid Slutsky, thành viên phái đoàn Nga, xác nhận vòng đàm phán thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 3. Trong khi đó, David Arakamia, thành viên phái đoàn đàm phán Ukraine, nói rằng cuộc đàm phán với phái đoàn Nga sẽ bắt đầu từ 15 giờ theo giờ địa phương, tức là 19 giờ theo giờ Việt Nam, tại khu vực Belovezhskaya Pustia gần biên giới Ba Lan-Belarus. Đây là vòng đàm phán thứ 3 của Nga và Ukraine sau hai vòng đàm phán không đạt được kết quả đột phá về lệnh ngừng bắn. Trong vòng đàm phán thứ 2 tại Belarus hôm 3 tháng 3, hai bên đã nhất trí lập hành lang nhân đạo tại hai thành phố Mariupol ở phía đông nam và Vonovakha thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, để sơ tán dân thường. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, khiến hoạt động sơ tán chưa thể diễn ra theo kế hoạch. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay ngày 7 tháng 3, chuyến bay giải cứu công dân mang số hiệu VN88 của Vietnam Airlines sẽ hạ cánh xuống thủ đô Bucharest vào lúc 16 giờ 45 phút theo giờ địa phương và sẽ đưa 283 công dân Việt Nam di tản từ Ukraine về nước. Để chuẩn bị chu đáo cũng như đảm bảo an toàn cho bà con có danh sách trong chuyến bay về Việt Nam, vào chiều tối ngày 6 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với cộng đồng người Việt tại Romania để trao đổi phân công nhiệm vụ, tổ chức các đoàn đưa đón vận chuyển bà con ra sân bay để lên chuyến bay hồi hương. Phóng viên Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh từ thủ đô Bucharest của Romania. Đại sứ Đặng Trần Phong cho rằng việc tổ chức chuyến bay giải cứu bà con di tản từ Ukraine về Việt Nam vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania nói chung và trực tiếp là bản thân đại sứ nói riêng. Trên cơ sở đó, đại sứ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán cũng như từng thành viên trong nhóm hỗ trợ trong cộng đồng. Đối với công tác di chuyển từ khu tị nạn ra sân bay, đại sứ yêu cầu phải bố trí đủ xe, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Để đảm bảo công tác hỗ trợ tại sân bay được thông suốt và hiệu quả, đại sứ yêu cầu các thành viên hỗ trợ cần tích cực bám sát bà con trong quá trình di chuyển, đặc biệt là tại khu vực sân bay. Do thời gian làm thủ tục tại sân bay có thể kéo dài, đại sứ yêu cầu các địa điểm đón bà con sẽ cùng xuất phát và tập kết tại sân bay sớm hơn thường lệ để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh. Với tinh thần không để lãng phí dù chỉ một ghế trên máy bay, đại sứ đã yêu cầu triển khai lập danh sách cụ thể và rà soát kỹ lưỡng tất cả những bà con có nguyện vọng về Việt Nam. Ngoài danh sách chính thức, đại sứ Đặng Trần Phong cũng cho lập một danh sách dự bị gồm 15 người để có thể thay thế những trường hợp không thể lên máy bay vào phút chót bởi những lý do bất khả kháng. Ngoài ra, để công tác hỗ trợ những bà con đang trên đường di tản từ Ukraine đến Romania không bị gián đoạn, đại sứ cũng yêu cầu các bộ phận hỗ trợ thường xuyên bố trí lực lượng túc trực tại các ga tàu chính để kịp thời đưa bà con về những điểm tạm trú và chuẩn bị các thủ tục lên các chuyến bay sắp tới. Thưa quý vị, tổ chức tốt công tác đón đưa bà con từ cửa khẩu về lánh nạn an toàn, phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Ba Lan tổ chức tốt các chuyến bay cứu trợ, đưa những người có nguyện vọng về nước và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và EU để cập nhật, hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ cho bà con muốn xin tị nạn tại châu Âu. Đó là những nhiệm vụ rất nặng nề và cấp bách mà các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Hội Người Việt tại Ba Lan đang ngày đêm gấp rút triển khai trong bối cảnh số lượng người Việt từ Ukraine đổ về Ba Lan đông nhất với khoảng hơn 1.700 người. Và chiều ngày 6 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đã có cuộc gặp và thông tin chi tiết cho báo chí. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trực tiếp có mặt tại thủ đô Warsaw của Ba Lan thông tin chi tiết. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hùng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Litva cho biết, các cán bộ đại sứ quán đang làm hết mình để triển khai tốt nhất các nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong tình hình chiến sự đang ngày càng căng thẳng. Trong đó, cấp bách nhất là công tác đón bà con tại các cửa khẩu, lo nơi ăn trốn ở tối thiểu và tiếp đến là tổ chức chuyến bay cứu trợ ngày 9 tháng 3 và một chuyến bay thứ hai dự kiến trong vài ngày tiếp theo, trong bối cảnh số lượng người đăng ký nguyện vọng về nước đã lên tới hơn 530 người. Đại sứ quán phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan biên phòng và các cơ quan chức năng của Ba Lan để triển khai công tác bảo hộ tốt nhất cho từng công dân, trực tiếp có mặt ngày đêm ở cửa khẩu để xác minh từng trường hợp, giúp bà con được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan. Tiếp đến là rà soát kỹ trong danh sách bà con từ Ukraine sang để đảm bảo tính minh bạch, an toàn và công bằng, tránh không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong tổ chức chuyến bay cứu trợ đưa bà con về nước. Rất nhiều bà con do là việc di chuyển rất là vội
không có đủ các giấy tờ cần thiết, đại sứ quán đã phân công cán bộ làm việc trực tiếp với cơ quan biên phòng tại một số cửa khẩu có đông dân công dân ta sang sơ tán để việc nhập cảnh công dân được thông suốt và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn công dân di chuyển về các cơ sở lưu trú tạm thời do sở tại tổ chức hoặc là do Hội người Việt Nam ở Ba Lan tổ chức. Về công tác tổ chức đón đưa tại cửa khẩu biên giới, đại sứ Nguyễn Hùng cho biết, tính đến cuối ngày 6 tháng 3, con số do cơ quan biên phòng Ba Lan cung cấp cho thấy đã có hơn 1.700 người Việt chạy nạn từ Ukraine sang Ba Lan, chưa kể một số lượng không nhỏ bà con người Việt sử dụng hộ chiếu và giấy tờ Ukraine. Dòng người này tạo sức ép rất lớn đối với các hội đoàn người Việt tại Ba Lan cả về nhân lực và vật lực. Do đó, đại sứ cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để tiếp sức cho hội người Việt Nam tại Ba Lan trong bối cảnh chiến tranh sẽ còn kéo dài và gây nhiều hậu quả nặng nề. Về phương án hỗ trợ cụ thể, hiện tại hội người Việt tại Ba Lan đã công bố tài khoản của hội trên báo Quê Việt, tờ báo chính thức của hội, để nhận sự trợ giúp, đóng góp của bà con trong nước và trên thế giới nhằm mục đích giúp đỡ hiệu quả nhất cho đồng bào chạy nạn từ Ukraine. Ngay từ ở cửa khẩu chúng tôi có một số nhóm tình nguyện viên để hướng dẫn cho bà con, nếu bà con nào có nhu cầu đi từ sớm mức dự hạn, ví dụ Đức của rất nhiều thì đang nhu cầu rất nhiều, thì những nhóm tình nguyện đấy thì hướng dẫn bà con có xe, có cỏ, tất cả đều miễn phí và để sang Đức. Mà sang Đức thì có một cái tương đạc với đội tình nguyện viên ở Đức, thì họ giúp bà con cùng tôi chú đáo, thì để một cái hình thức để tạm giảm tải gánh nặng cho bác số 3. Ngoài việc di chuyển và ăn ở, một vấn đề lớn khác mà bà con chạy nạn từ Ukraine hiện đang rất quan tâm đó là về các chính sách xin tị nạn tại Ba Lan và các nước thứ ba trong Liên minh châu Âu. Đối với vấn đề này, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan xác định đây là nhiệm vụ lâu dài và phức tạp do bản thân chính sách của Ba Lan và các nước Liên minh châu Âu chưa nhất quán và thay đổi thường xuyên trong bối cảnh chiến tranh. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa EU và Nga tiếp tục tăng mạnh, đang khiến hàng loạt các mặt hàng thiết yếu như dầu, khí đốt, than, hóa chất trên thị trường thế giới tiếp tục leo thang. Đặc biệt, những tác động tăng giá trên thị trường thế giới đang ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả trong nước. Vào sáng ngày hôm nay, vàng SJC đã tăng vọt gần 2 triệu, tiếp tục lập đỉnh mới ở 71,3 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã lên tới 128 đô la Mỹ một thùng, tăng hơn 10% so với cuối tuần trước. Giá gas đã lên 5.059 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối, tăng hơn 22% chỉ trong 20 ngày. Nguy cơ lạm phát bùng phát trên toàn cầu khiến giới đầu tư đổ xô vào vàng. Hiện vàng thế giới đã lao lên mức 1.992 đô la Mỹ một ounce, có thời điểm vượt 2.000 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 50 đô la Mỹ một ounce so với cuối tuần trước. Vàng SJC trong nước cũng tạo kỷ lục mới về giá, đó là 71,3 triệu đồng một lượng. Sau thời gian phải nằm bờ vì giá xăng dầu tăng, những ngày này nhiều tàu cá khai thác xa bờ tại khu vực miền Trung đã vươn khơi khi thời tiết thuận lợi hơn. Họ chấp nhận hoạt động theo quy luật thị trường với hy vọng sản lượng sẽ bù đắp cho chi phí đầu vào tăng cao. Quý vị, do số lượng F0 tăng nhanh, nhiều địa phương trên cả nước đã điều chỉnh lịch học trực tiếp từ ngày hôm nay ngày 7 tháng 3. Tỉnh Bạc Liêu sẽ cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông duy trì học trực tiếp, nếu có trên 50% học sinh là F1 sẽ chuyển sang học trực tuyến trong một tuần. Tại tỉnh Đồng Nai, học sinh tại một số xã thuộc huyện Trảng Bom tạm dừng đến trường do nằm trong vùng dịch cấp độ 3. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố giao quyền chủ động cho các hiệu trưởng các trường trong việc quyết định hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp phù hợp và linh hoạt trong điều kiện cụ thể. Tại Hà Nội, với 326 đơn vị xã phường thị trấn vừa được đánh giá có cấp độ dịch ở mức độ 3, đồng nghĩa sẽ có thêm khoảng gần 300 đơn vị trường học sẽ phải chuyển sang dạy học trực tuyến kể từ đầu tuần này. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Hà Nội đã ghi nhận gần 30.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 97% F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ đang điều trị tại nhà. Số ca nhiễm tăng cao một tuần qua đang khiến các trạm y tế lưu động, bệnh viện, nơi điều trị tầng 1 ở các quận huyện quá tải, không gọi được y tế phường hoặc phải chờ đợi quá lâu. Đa số F0 phải tự xoay sở tìm thông tin hoặc gọi bạn bè, bác sĩ quen để xin đơn thuốc. Nhiều trường hợp khác cực chẳng đã phải xếp hàng để khai báo và được hướng dẫn trực tiếp. Sau khi tự test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chị Hạnh sống tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, gọi hàng chục cuộc điện thoại vào số hotline y tế phường nhưng không được. Lo lắng cho sức khỏe của con trai và gia đình, chị cùng con trai đành trực tiếp ra phường để khai báo. Rất nhiều người ở Hà Nội đều rơi vào hoàn cảnh như chị Hạnh.
gọi điện cho y tế phường, em có search trên mạng gọi điện dạy y tế phường thì cũng không gọi được. Không gọi được thì em đã chắc là số sai thôi, em gọi cho ủy ban nhân dân cũng không ai nhấc máy cả. Từ sáng rồi em mới quyết định là gọi rất nhiều lần và bây giờ chỉ thấy sợ đến hết giờ hành chính nên đành phải quyết định là tự đây đi ra thôi, hai mẹ con phải tự đi ra khai báo thôi. Thì là mình đã mệt mỏi này mà lại còn đây là cái bệnh lây truyền, mình không ra ngoài để đỡ lây truyền cho người khác nhưng mình vẫn phải đi. Cũng nhiều lần không thể liên hệ được với y tế phường, chị Linh ở quận Đống Đa đã phải tự xoay sở bằng cách lên trang mạng xã hội để tìm hiểu những phương pháp điều trị F0 tại nhà. Mình có tìm được một danh sách số điện thoại của các bác sĩ mà hỗ trợ trực tuyến cho bệnh nhân là F0 tại nhà và cũng đã được các bác sĩ rất là tận tình chỉ bảo và mình có mua thuốc theo đơn của các bác sĩ ấy. Đơn cử như phường Vĩnh Hưng, một trong những địa bàn có số ca F0 cao nhất của quận Hoàng Mai. Thế nhưng, cán bộ y tế phường chỉ có 50% do nhiễm COVID-19. Việc đảm đương hết khối lượng công việc ở đây là điều không thể. Hiện nay thì quận Hoàng Mai cũng đã có nhiều cái hình thức để thông tin đến người dân, để người dân có cái nhiều kênh tiếp cận như tôi vừa trao đổi là qua cả điện thoại của lãnh đạo phường, của các cái bác tổ trưởng, khu dân cư, tổ dân phố và các hội đoàn thể. Thì người dân qua cái tờ rơi đó thì nắm được thông tin về các cái cách thức tự chữa bệnh. Đấy, mà tôi cho rằng chúng ta cần phải chuyển trạng thái và thay đổi cái quan niệm về COVID. Nếu chúng ta tiếp tục coi COVID là bệnh truyền nhiễm nhóm A gây đại dịch toàn cầu thì chúng ta phải áp dụng tất cả các biện pháp kiểm dịch ngặt nghèo nhất và lúc đó sẽ phải phân tầng điều trị, sẽ phải có lực lượng tuyến đầu để mà chống COVID thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái rất khó khăn. Trước số ca nhiễm mới COVID-19 tăng lên từng ngày, ngành y tế thủ đô cần có sự sắp xếp một cách hợp lý quy trình điều trị, chăm sóc F0, giảm bớt những thủ tục mang tính hành chính. Các cơ sở y tế nên có các phương thức hướng dẫn, điều trị qua các phần mềm từ xa để giảm nguy cơ lây nhiễm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn tại Đà Nẵng, thành phố hiện đang tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân với những mục tiêu đến hết quý 1 năm 2022 sẽ có hơn 90% người dân trên 12 tuổi được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Một trong 4 điểm tiêm vaccine COVID-19 tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, quận này dự kiến tiêm mũi 3 cho khoảng 32.000 người. Nhằm tăng cường bao phủ vaccine mũi 3 cho người dân, Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã thiết lập hơn 15 điểm tiêm chủng cố định và di động trên địa bàn, trong đó ít nhất 1 đến 2 điểm tiêm ở quận, huyện. Dự kiến, tổng công suất có thể thực hiện tiêm chủng từ 40.000 đến 50.000 người một ngày. Chúng tôi quyết liệt làm sao cho thật nhanh để bao phủ và đạt cái tiến độ của trên đề ra. Chúng tôi làm việc liên tục trong cả tuần để bố trí sắp xếp và huy động người dân đến điểm tiêm sao cho đạt tiến độ. Đến nay, Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Thực tế, dù còn lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra, nhưng hầu hết phụ huynh đồng tình với kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em. Cũng rất là băn khoăn, nhưng tuy nhiên thì với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay và thích ứng theo cái cuộc sống mới hiện nay thì tôi cũng sẽ đồng ý cho cháu tiêm vaccine để các cháu được yên tâm hơn khi tới trường, khi tiếp xúc với mọi người. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, sau 2 tháng thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, Đà Nẵng đã tiến hành tiêm hơn 400.000 liều vaccine COVID-19. Trong đó, người dân đã tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ bao phủ 49,14%. Mục tiêu hết quý 1 năm 2022, hơn 90% người dân trên 12 tuổi sẽ được tiêm đủ liều miễn dịch. Trong cái chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân của chính phủ, thì Sở Y tế đã ban hành rất nhiều kế hoạch và tham mưu ủy ban ban hành các kế hoạch tiêm chủng để đạt được những cái tiêu chí của Bộ Y tế đề ra. Và đặc biệt là Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thì các lượng vaccine của Bộ Y tế chuyển về khi nào thì Sở Y tế sẽ xây dựng và đã triển khai hết tất cả cái lượng vaccine được chuyển về cho thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân được tiêm chủng cao nhất cả nước với hơn 2.400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó mũi 1 đạt hơn 983.000 người, mũi 2 hơn 968.000 người và mũi 3 hơn 538.000 người.